Hiện tượng kinh hoàng sau trận lụt chết chóc ở Tây Ban Nha Bão công rây bất ngờ chuyển hướng, dự báo điểm đổ bộ mới Thoát tim cảnh diễn tập đấu súng bắt nhóm khủng bố ở sân bay nội bài Bé gái 13 tuổi bị đánh hội đồng và lột đồ giữa đường Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Theo Telegraph, đợt lũ quét chết chóc nhất ở Tây Ban Nha từ năm 1996 đặt ra câu hỏi về mức độ phòng chống lũ cần thiết để đối phó với những trận mưa lớn hàng năm vào mùa thu ở vùng Valencia. Mưa to như chút nước vào mùa thu dọc theo vùng ven biển địa trung hải của Tây Ban Nha do hiện tượng cold drop tức giọt lạnh gây ra. Hiện tượng này xảy ra khi không khí ấm, ẩm ướt ở địa trung hải gặp luồng khí lạnh đột ngột từ phương bắc, gây mưa lớn cục bộ. Hiện tượng cold drop tức giọt lạnh cực khó dự đoán. Mưa nặng hạt không phải luôn gây ra lũ quét, nhưng Valencia rất dễ bị ảnh hưởng. Lũ quét có khả năng xảy ra cao hơn vì sau mùa hè, đất ở Tây Ban Nha có thể khô cứng và không thấm hút nước. Khi xảy ra mưa lớn đột ngột, nước đọng trên mặt đất khiến nguy cơ lũ quét thêm trầm trọng. Trong trận lũ quét vừa qua, theo hãng tin Reuters, số người thiệt mạng vì lũ lụt tại Tây Ban Nha đã tăng lên 205 trường hợp, trong đó 202 người ở Valencia. Các nạn nhân khác tử vong ở Castilla La Mancha và Andalusia. Bộ trưởng phụ trách hợp tác các khu vực nước này, Angel Victor Torres cho biết, số người thiệt mạng có khả năng còn tiếp tục gia tăng khi hàng chục trường hợp mất tích khác vẫn chưa được tìm thấy. Chưa kể cảnh tan hoang sau lũ quét ở Tây Ban Nha, người dân lội qua đường phố ngầm nước với loạt ô tô dồn đống phía sau ở vùng Valencia, miền đông Tây Ban Nha. Dòng nước lũ đục ngầu tàn phá một vệt dài từ vùng Malaga ở phía nam tới Valencia ở phía đông, cuốn cho ô tô, đẩy nước sông dâng cao, tràn vào nhà cửa cư dân. Một chuyến tàu cao tốc chở gần 300 người bị chật đường ray gần Malaga khiến dịch vụ đường sắt nối Valencia và Madrid bị gián đoạn. Thậm chí, Nước dâng cao mang theo bùn lầy, đất đá, chảy mạnh tây nỗi, làm vỡ mặt đường. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, thay vì đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc, bão Kongrui lại bẻ ngược ra biển và hướng tới Nhật Bản. Dù đã mất bớt sức mạnh trong lúc di chuyển băng qua đảo Đài Loan Trung Quốc, Kongrui vẫn là bão nhiệt đới mạnh khi đi vào eo biển Đài Loan, mang theo mưa to gió lớn cho tỉnh Phúc Kiến. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết sự kiến bão Kongrui sẽ di chuyển về phía Bắc rồi đông bắc với sức gió lên tới 184 km/h gần tâm bão. Trong khi đó, tại Đài Loan, Trung Quốc, các văn phòng cùng thị trường tài chính đã mở cửa lại nhưng gần 200 chuyến bay vẫn bị hủy trong ngày 1 tháng 11 do ảnh hưởng bão Conrey. Bão Conrey đã đổ bộ vào bờ biển phía đông Thưa Dân và nhiều núi của Đài Loan, Trung Quốc vào chiều ngày 31 tháng 10, trở thành bão lớn nhất trong gần 30 năm qua, đổ bộ hòn đảo này. Đài Loan, Trung Quốc thường xuyên hứng chịu những cơn bão nhiệt đới từ tháng 7 đến tháng 10, nhưng cvk cho rằng việc một cơn bão mạnh như Conrey đổ bộ vào thời điểm cuối năm là điều bất thường. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm tăng cường độ của các cơn bão, dẫn đến mưa lớn hơn, lũ quét và gió giật mạnh hơn. Dự báo bão, áp thấp mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines PAGASA cho hay, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày mùng 5 tháng 11, một áp thấp mới dự kiến hình thành trong khu vực dự báo TCID của Philippines ngay sau bão Congrey và có khả năng mạnh lên thành bão mới. Áp thấp gần Philippines này có khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới ở mức độ từ thấp tới trung bình. Tuy nhiên, áp thấp mới ngay sau bão Công Ray có ít khả năng đi vào khu vực dự báo PR của Philippines. Do đó, nhìn chung trong giai đoạn dự báo này vẫn có khả năng xảy ra bão nhiệt đới mới. Các nhà dự báo thời tiết Philippines nhận định, sau khi áp thấp mới có khả năng mạnh thành bão, có thể tiếp tục duy trì tới giai đoạn từ ngày mùng 6 đến ngày 12 tháng 11. Tuy nhiên trong giai đoạn này, hệ thống có khả năng giảm cơ hội tăng cấp thành bão và sẽ chuyển hướng về phía Nhật Bản. Bão Kongrei hiện đã suy yếu thành bão nhiệt đới mạnh và rời khỏi khu vực dự báo PAR của Philippines. Trung tâm cảnh báo bão liên hợp JTWC của Hải quân Mỹ cho biết, bão đang hướng về Sasebo của Nhật Bản. Các quan chức thời tiết ở Nhật Bản đang kêu gọi người dân ở khu vực Okinawa cảnh giác với sóng lớn khi bão công đang hướng về nước này. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo cơn bão số 21 của Nhật Bản sẽ suy yếu thành áp thấp và di chuyển về phía đông, có khả năng gây mưa lớn cho miền Tây Nhật Bản từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 11 và miền đông Nhật Bản từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 11. Gió đang mạnh lên và sóng ngày càng cao hơn ở quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa, nơi gần cơn bão. Được coi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc trong gần 30 năm qua. Siêu bão công rây đã gây gió giật rất mạnh, vượt khá xa cấp 17. Đến sáng mùng 1 tháng 11, ở Đài Loan, Trung Quốc đã ghi nhận 2 người thiệt mạng và 515 người bị thương. Cơ quan Thời tiết Trung ương CVKA cảnh báo, mưa to đến rất to vẫn diễn ra ở nhiều nơi do cái đuôi của cơn bão nên có nguy cơ sạt lở đất đá. Đảo Lan Tự hay còn gọi là đảo Hoa Lan ở phía đông nam Đài Loan, Trung Quốc đã ghi nhận sức gió duy trì cao kỷ lục là hơn 213 km h tương đương cấp 17 và gió giật trên 260 km h trên cấp 17 khá nhiều. Khi vừa ghi nhận được như vậy thì các máy đo tốc độ gió ở đây mất luôn tín hiệu, ngừng hoạt động. Trong khi bão Công Ray đang gây mưa to gió lớn ở Đài Loan, Trung Quốc, một chuyến bay đã cố hạ cánh. Nhưng bão Công Ray đã chứng minh rằng sức mạnh của thiên nhiên là rất khó chống lại. Khi giữa lúc bão công Ray còn đang càn quét hòn đảo, thì vẫn có chuyến bay cố gắng hạ cánh xuống sân bay quốc tế đảo Viên. Có thể thấy, khi máy bay đã hoặc gần tiếp đất, thì gió mạnh khiến máy bay không thể giữ cân bằng mà nghiêng ngả đến mức cánh suýt đập xuống đất. Theo trang FL 2060 Aero, thì đây là chuyến bay của hãng hàng không Starlux của Đài Loan, Trung Quốc, bay từ Okinawa, Nhật Bản đến Đài Bắc. Do gió thổi mạnh rất nguy hiểm, nên cuối cùng phi công đành cho máy bay bay lên trở lại. Sau đó, máy bay phải bay vòng vòng, rồi khoảng 30 phút sau, khi gió đỡ mạnh thì mới hạ cánh thành công. Chiều ngày 31 tháng 10, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tới báo chí về tình hình thời tiết những ngày tới. Ông Khiêm cảnh báo trong 10 ngày đầu tháng 11 năm 2024 có nhiều loại hình thái thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng đến nước ta. Thứ nhất, ở vùng biển phía nam Biển Đông có khả năng hình thành vùng xoáy thấp gây ra tình trạng mưa rông và nguy cơ gió giật mạnh trên khu vực giữa và nam của Biển Đông, không loại trừ trường hợp vùng xoáy thuận có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Thứ hai, những ngày tới nước ta sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, cường độ mạnh nhất là từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 11. Đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ khiến khu vực bắc và giữa của Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, sóng biển tăng cao từ 2 đến 4 mét biển động mạnh. Trên đất liền, trong giai đoạn từ khoảng ngày mùng 3 đến ngày mùng 10 tháng 11, khu vực Trung Bộ có thể có đợt mưa đặc biệt lớn. Nguyên nhân mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường, cộng với đới gió đông hoạt động mạnh trên độ cao từ 1.500 đến 5.000 mét. Ông Khiêm nhấn mạnh đây là đợt mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là các trận mưa cường suất lớn. Ngoài ra, theo tính toán thì với tác động của không khí lạnh và nhiễu gió đông cũng ảnh hưởng mạnh đến thời tiết của các tỉnh miền Bắc, khiến cho khu vực Bắc Bộ từ khoảng đêm ngày 4 tháng 11 trở đi có thể xảy ra đợt rét đầu tiên của mùa đông năm 2024-2025. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm ngày mùng 1 tháng 11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực Bắc Bộ, thời tiết ít thay đổi. Từ đêm mùng 1 tháng 11, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 18 đến 21 độ C. Vùng núi từ 15 đến 18 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Từ Thanh Hóa đến Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ C. Theo bảng cập nhật nhiệt độ 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày đầu tháng 11, nhiệt độ cao nhất Hà Nội duy trì ngưỡng 32 độ C, trời ít mây, không mưa. Ngày mùng 2 tháng 11, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này giảm khoảng 4 độ C sau khi đón đợt không khí lạnh tăng cường, cao nhất 28 độ C và tiếp tục giảm dần từ 1 đến 2 độ C trong hai ngày sau đó. Từ ngày mùng 5 tháng 11, sau khi đón thêm đợt không khí lạnh, Hà Nội trời chuyển mưa rét. Nhiệt độ các ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 11 dao động ở ngưỡng từ 18 đến 21 độ C và tăng nhẹ trong các ngày sau. Đây là đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm nay ở Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc. Cơ quan khí tượng dự báo Năm nay không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh từ tháng 12 gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Người dân cần đề phòng những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này. Rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ sẽ xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12 giống như các năm trước. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa qua chủ trì tổ chức diễn tập khẩn nguy an ninh đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp cấp cơ sở. Năm 2024, với tình huống nhóm khủng bố đột nhập nhà ga hành khách, bắt giữ con tin để đòi tiền và máy bay chở chúng ra nước ngoài. Buổi diễn tập với sự tham gia của gần 400 cá nhân, 36 phương tiện. Tình huống được đưa ra tại buổi diễn tập là bắt giữ con tin tại nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, gồm hai phần chính là diễn tập vận hành cơ chế tham mưu chỉ huy và diễn tập thực binh xử lý tình huống. Theo đó, vào ngày 31 tháng 10 năm 2024, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xuất hiện một xe ô tô 5 chỗ ngồi di chuyển và dừng đỗ sai quy định, gây ách tắc giao thông tại sảnh E, nhà ga hành khách T1. Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không trực tại vị trí đã có mặt hướng dẫn, nhưng các đối tượng trên xe không chấp hành, đồng thời có lời nói to tiếng, gây mất an ninh trật tự khu vực. Mục đích thu hút các lực lượng chức năng đến tập trung xử lý. Nhân cơ hội đó, bất ngờ một xe ô tô thứ hai Loại 16 chỗ ngồi, chờ một nhóm khoảng 7 đối tượng có vũ khí, phóng nhanh và đỗ tại cửa E3, sảnh E, tầng 1, nhà ga hành khách T1. Nhóm đối tượng bất ngờ nổ súng tấn công, làm bị thương hai nhân viên an ninh hàng không, khống chế một nhân viên kiểm soát an ninh tại lối đi nội bộ và bắt giữ khoảng 20 hành khách làm con tin. Nhóm đối tượng còn dồn con tin vào quầy hành lý thất lạc và kiểm soát toàn bộ khu vực hạn chế, cố thủ để đưa ra yêu sách đòi cung cấp cho chúng 5 triệu đô la Mỹ và một tàu bay chở chúng ra nước ngoài. Trước tình hình trên, lãnh đạo trực điều hành cảng hàng không quốc tế nội bài triển khai lực lượng tại chỗ đối phó ban đầu với hành vi can thiệp bất hợp pháp và báo cáo các cấp. Giám đốc cảng hàng không quốc tế nội bài đã chỉ đạo kích hoạt phương án khẩn nguy cảng hàng không, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, phối hợp với lực lượng đồn công an sân bay quốc tế nội bài, triển khai lực lượng bao vây, phong tỏa khu vực hiện trường, ngăn chặn các đối tượng khủng bố, không cho chúng tấn công sang các khu vực khác, tổ chức chốt chặn bảo vệ các khu vực trọng yếu, sơ tán hành khách, cán bộ, nhân viên trong khu vực đến nơi an toàn. Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố và giải quyết tình hình cấp bách về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ đạo công an thành phố Hà Nội nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường đối phó, bắt giữ các đối tượng khủng bố thực hiện hành vi bắt giữ con tin tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Các lực lượng tiến hành giả phá bom mìn, vật liệu nổ khu vực, các đối tượng khủng bố bắt giữ con tin và đưa cảng trở lại hoạt động bình thường. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Trượng Mới An Giang vừa qua cho biết đã giao công an địa phương xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm vụ nhóm thanh niên đánh hội đồng một bạn nữ khác rồi lột đồ quay clip đưa lên mạng xã hội. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra chiều ngày 29 tháng 10 tại một khu đất trống thuộc ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Trượng Mới. Đoạn clip quay lại sự việc cho thấy, bé gái khoảng 13 tuổi bị một số thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ dùng tay mũ bảo hiểm đánh hội đồng. Tiếp đó, nhóm này còn dùng tay nắm tóc kéo rồi súng lại cởi hết quần áo của bé gái, ném xuống ruộng. Đáng nói, nhiều thanh niên đứng ở ngoài chứng kiến nhưng không can ngăn, thậm chí còn đưa điện thoại quay clip, thậm chí cài sát người em nữ bị đánh, kèm đó là những tiếng chửi tục và cổ vũ. Cũng theo đoạn clip trên, có một em mặc đồng phục học sinh cũng tham gia đánh hội đồng bạn nữ trên. Bước đầu xác minh, bé gái trong clip là em PTTP, hiện đã nghỉ học và cư ngụ tại ấp Mỹ Thành. Theo lời kể của P, thì cha mẹ em đã ly hôn. Cha em đi làm thuê ở Bình Dương và gia đình khó khăn nên em đã nghỉ học. Ông chờ người dân ngụ xã Mỹ Hội Đông, bức xúc khi xem lại đoạn clip. Ông chờ kể lại, Công an xã tiếp tục mời nhiều em đánh P đến làm việc. Người dân bức xúc, phẫn nộ kéo đến xem rất đông. Theo mp sự việc trên xảy ra với em là do mượn của nhóm bạn trên 30.000 đồng, sau đó bị nhóm này đòi 300.000 đồng. Lúc nhóm thanh thiếu niên rủ ra ngoài nói chuyện, p không nghĩ bị đánh hội đồng. Sau khi đoạn clip trên được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự quan tâm. Rất nhiều người đã lên tiếng phẫn nộ. Sáng ngày 31 tháng 10, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại đường Liên xã Hát Môn, Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Lúc này, ô tô con màu trắng biển số 30L do tài xế NVT, sinh năm 1960, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội điều khiển rẽ từ đường nhánh ra đường Liên xã. Khi tới khu vực cầu H8, chiếc xe tông vào đoàn người đưa tang. Cú va chạm mạnh khiến một người tử vong và ba người bị thương. Vụ tai nạn cũng khiến một ô tô và một xe máy để bên đường bị hư hỏng. Nhân chứng cho hay, chiếc xe có dấu hiệu mất lái khi xảy ra tai nạn. Một số người kịp phản xạ tránh được cú tông của chiếc xe. Tài xế cầm lái chiếc ô tô là nam giới, người địa phương. Tối ngày 31 tháng 10, công an Hà Nội cho biết công an huyện Phúc Thọ Hà Nội đã tạm giữ tài xế ô tô Cơ quan điều tra xác định khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông Tê lái ô tô rẽ từ đường nhánh ra đường liên xã. Khi tới khu vực cầu H8, chiếc xe tông thành trụ rồi tiếp tục đâm vào 4 nam giới trong đoàn người đưa tang đang đi bộ phía trước. Sau đó, ô tô va chạm với một xe máy đang để trước cửa nhà dân và dừng lại. Vụ tai nạn làm một người tử vong, ba người bị thương. Ô tô và xe máy bị hư hỏng. Ông Tê được xác định mới mua chiếc xe ô tô này. Trước đây, người đàn ông này chủ yếu cầm lái xe số sàn nên khi cầm lái chiếc xe mới là xe số tự động đã không kịp xử lý tình huống dẫn đến tai nạn. Công an huyện Phúc Thọ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua kiểm tra ban đầu, lái xe không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Tại họp báo thường kỳ chiều 31 tháng 10, đặt câu hỏi về việc một số công dân Việt Nam bị ép bán dâm, vừa được cảnh sát Malaysia giải cứu, phó phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết, đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã làm việc với cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin cũng như tìm hiểu về nhân thân của những người có liên quan và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Ông Đoàn Khắc Việt nói, đại sứ quán Việt Nam vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng Malaysia để xử lý các công việc liên quan, trong đó có việc xác minh nhân thân, từ đó mới có các biện pháp cần thiết để bảo hộ công dân. Qua sự việc này, Bộ Ngoại giao cũng đưa ra khuyến cáo, công dân khi ra nước ngoài làm việc cũng cần thông qua các công ty có địa chỉ tin cậy ở Việt Nam. Ngoài ra, không nên tin vào những giới thiệu việc nhẹ lương cao, không có cơ sở. Trước đó, Cục Di trú Malaysia ngày 23 tháng 10 thông báo, giới chức nước này đã triệt phá đường dây buôn người và mại dâm trong cuộc đột kích tại Klang, giải cứu 7 phụ nữ Việt Nam từ 32 đến 45 tuổi. Cục Di trú Malaysia cho biết, những phụ nữ này bị ra bên trong cơ sở và bị đánh đập nếu từ chối phục vụ khách. Tất cả đều tới Malaysia với tư cách khách du lịch, xong bị ép bán dâm tại đây. Một ông trùm người Bangladesh canh gác chặt chẽ và giám sát cơ sở này 24 trên 24. Các nhân viên cục di trú Malaysia phải phá cửa chính của cơ sở sau khi những người bên trong từ chối hợp tác. Ông trùm này đã bị bắt khi cố gắng tẩu thoát qua cửa sổ tầng 2. Theo giới chức Malaysia, các nạn nhân được trả gần 40 đô la Mỹ mỗi lần tiếp khách và bị theo dõi chặt chẽ. Chiều 30 tháng 10 Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo kết quả cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Tổng Bí thư Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì vào sáng nay. Ông Đặng Văn Dũng, Phó Ban Nội chính Trung ương cho biết trong cuộc họp sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan trong triển khai nhiệm vụ và tháo gỡ khó khăn vướng mắc được nâng lên. Trong đó, nhiều vấn đề đã có chuyển biến rõ nét, đặc biệt là khắc phục khó khăn vướng mắc hoàn thành nhiều kết luận giám định, định giá tài sản. Các cơ quan chức năng cũng đã tích cực vận động đầu thú, truy bắt, dẫn độ các đối tượng bỏ trốn trong các vụ án để xử lý theo quy định. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, chúng ta đã vận động truy bắt được 9 người bỏ trốn ra nước ngoài. Cạnh đó, các cơ quan chức năng đã đề xuất được giải pháp xử lý tài sản, vật chứng ngay trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, sớm giải tỏa các tài sản đưa vào lưu thông, tránh thất thoát, lãng phí bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân liên quan thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội liên quan tập đoàn Phúc Sơn Thuận An đến nay Ủy ban kiểm tra Trung ương đã hoàn thành 5 trên 8 cuộc kiểm tra và chỉ đạo 13 địa phương ra soát kiểm tra dấu hiệu vi phạm với cấp ủy tổ chức đảng liên quan trong đó có 58 tổ chức đảng 86 đảng viên 17 cán bộ diện trung ương quản lý đã bị kỷ luật với vụ án tại tập đoàn Phúc Sơn 8 cán bộ diện bộ chính trị ban bí thư quản lý bị khởi tố trong đó có 4 bí thư, nguyên bí thư, 3 chủ tịch, nguyên chủ tịch tỉnh. Ban chỉ đạo cũng đánh giá công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án thuộc diện theo dõi đạt nhiều kết quả. Điển hình, vụ án tại Phúc Sơn đã tạm giữ tiền, tài sản 320 tỷ đồng, gần 2 triệu đô la Mỹ, 534 lượng vàng và 1444 sổ so đỏ. Vụ án liên quan đến quy hoạch điện 7 đã tạm giữ hơn 2.300 tỷ đồng. Vụ án tại công ty xuyên Việt Oi tạm giữ 1.100 tỷ đồng, hơn 490.000 đô la Mỹ. Việc thi hành án dân sự đã thu hồi gần 19.000 tỷ đồng. Các cơ quan có thẩm quyền đã đề xuất giải pháp xử lý tài sản, vật chứng ngay trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, sớm giải tỏa tài sản, tránh thất thoát, lãng phí, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan.